cùng đồng hành phát triển với thương hiệu Resu tại Việt Nam sẽ có hai đại diện nhà phân phối thương hiệu Resu cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được và kính thưa quý vị thân mến, hiện tại trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này đây là bà Nguyễn Thị Phương Dung đã... Quý vị trên sân khấu của chúng ta đang là nhà phân phối An Lâm. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo ngay sau đây, luôn đồng hành cùng với các câu lạc bộ và với các vận động viên đua xe của Việt Nam để minh chứng cho chất lượng sản phẩm, chất lượng của mình. Resu đã tài trợ thành công cho giải 4 tháng 7 vừa qua. Và hơn nữa, từ ngày hôm nay thì các đội đua và các vận động viên sẽ chính thức được đồng hành với thương hiệu Resu trên mọi nẻo đường của đất nước. Và xin mời quý vị chúng ta... ở các giải đua từng tham gia đã cho thấy sự phát triển bền vững của một câu lạc bộ. Đua xe mô tô được quy chế và có tổ chức rõ ràng là minh chứng sống động nhất cho đội đua vào năm qua. Quý Chia Racing Team bắt đầu tham gia vào hệ thống giải đua chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam từ những năm đầu tiên với thành viên của đội gồm các tay đua chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam gồm tay đua kỳ cựu Phạm Chí Trọng, Đỗ Chí Khai, Nguyễn Thanh Vũ, Lưu Thanh Tuấn, Nguyễn Viết Linh cùng những vận động viên trẻ tài hành lúc bấy giờ là Nguyễn Chí An Vũ, Thích Diễn. Đại diện công ty An Lâm và ông đoàn Lê Thanh Hùng, đại diện công ty Lê Hạnh đang tiến hành trao chứng nhận cho vận động viên Huỳnh Minh Sang và vận động viên Tô Hà Trung Liên. Đặc biệt là trong việc kinh doanh và phát triển mạng lưới ở Việt Nam thì nói chung là phục hồi sau đại dịch là rất là tốt. Duy cũng hy vọng là cái năng lực mạnh mẽ này cũng là động lực để cho anh em đội đua sẽ tự tin chiến thắng trên mọi nẻo đường, đặc biệt là các giải đua ở trong nước. Và... Thông qua video clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được hình ảnh của vận động viên tay đua rất là chuyên nghiệp, đó là Huỳnh Minh Sang cùng với vận động viên trong team của Quý Chia Racing, đúng không ạ? Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị tiếp tục theo dõi đoạn video clip tiếp theo để chúng ta cùng theo dõi là đội đua nào sẽ được xuất hiện ngay trên sân khấu của chúng ta. Vâng, xin mời quý vị. Em nhiều quá vậy. Em hỏi em đơn giản, quan trọng dùng cái đầu thôi.